Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gâm Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game là Ginny nha anh em. Ginny bao chứ. Một con game Ginny bao, diệt quá nha anh em. Thì con này free cho mấy anh em là cái tool full nha. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì trước tiên mấy anh em tạo tài khoản thì mấy anh em vào game, mấy anh em chạy nhiệm vụ thì mấy anh em sẽ được tặng là kim cương. Đấy, bao nhiêu đây kim cương nha anh em. Cũng hơi bị nhiều luôn nha. Đấy, rất nhiều kim cương nha anh em. Thì song song với đó thì tặng thêm cho mấy anh em là cái free tool full nha. Thì con này mấy anh em sẽ tool theo cái tên nhân vật nha anh em. Đấy. Thì ở đây là cái tool full nha anh em. Thì anh em có thể tool những cái vật phẩm ở đây nha anh em. Thì mấy anh em sẽ lần lượt lựa chọn những vật phẩm mấy anh em tool nha. Thì mấy anh em sẽ nhập cái mật khẩu là ở đây nha anh em. Đấy, có hiện ở đây nha. Tớ thích cậu gì đó ha. Rồi mấy anh em chọn server nha, server mèo cool nha. Ở đây mấy anh em nhập tên nhân vật nha. Đó, của mình là xì chung. Rồi ở đây thì mấy anh em có thể chọn vật phẩm nha. Nói chung là cái khúc này thì mấy anh em có thể test nha anh em. Đấy, cũng rất nhiều vật phẩm cho mấy anh em nha. Thì ở trên này, đây cái gờ này là gờ nạp kim cương tuôn thú. Đây qua đây tuôn thú ha. Bát GM thì mình cũng lấy cái bát đó thử nha anh em. Cái này mình test thử nha. À, cái này có thêm số ID nữa anh em. À, ID thú chứ. Thì cái này mấy anh em test thôi nha. Nên mình thử thôi. Số 1 ha. À, số bao nhiêu con thú. À, mình sẽ chọn 1 đây ha. 1 hết đi. Vậy cho chắc nha anh em. Chỉ được chọn số ID 1050. À, 1501 chứ. 10115 đến 10241. 10115. Đấy, 10115. Đây, gửi mail thành công nha anh em. Đấy, 10115 đến 101 gì đó. Thì ở đây nè. Ở dưới này có ghi rõ nha anh em. Thú cưỡi có số ID từ 10115 đến 10241. Đấy, mấy anh em có thể chọn trong vòng này nha. Thì 115 đến 241 đó thì mấy anh em có thể chọn thêm nha. Thí dụ đây 117 ha. Thì ở đây mình sẽ tuôn 1 nha anh em. Đấy, gửi thành công nha anh em. Rồi cái này là về trang tổng hợp ha. Đây, thì tuôn cánh nè, tuôn bét nè, tuôn vũ khí nè. Đây tuôn vũ khí nha. Thì để mình xem lại nha, nãy mình không có để ý nha anh em. Đấy, tuôn vũ khí dẫn cái bát cũ nha anh em. Thì ở đây mình bát mình copy sẵn rồi. Xì chum. Ở đây là chọn vũ khí nha. À, chuối bộ lực. Số lượng là 1. Số lượng mắt là 1 ha. Nói chung là tuôn này cũng dễ xài nha anh em. Khi nãy thì mình chưa có để ý kỹ nha. Quay lại tuôn màn hình chính ha. Thì ở đây thì nhập như vậy nha anh em. Chọn vật phẩm New Bobby. Số lượng 1 đi. Gửi mail thành công nha anh em. Rồi ok nha. Thì ở đây nó có là tuôn dấu chân nè, tuôn trang bị nè, tuôn ảo quá ha, tăng phục nè, trình diệt vào tuôn không bị lắc. À, nói chung là có tất cả ở đây nha anh em. Thì anh em có thể chọn tuôn cái những cái vật phẩm gì thì mấy anh em cứ chọn nha. Còn phần dưới này á là phần donate server nha anh em. Thì anh em nào thương AD thì có thể ủng hộ AD qua cái số Momo nha. Đây số ngân hàng. Anh em thương tình thì ủng hộ nha. Cái này mình share thôi nha anh em. Con game này mình share nha, không phải con game của mình nha. Thì mình thấy nó tuôn full cho nên mình share cho mấy anh em chơi nha. Thì mấy anh em tuôn xong thì mấy anh em vào thư nhận nha anh em. Thì ở đây nè, ghi em nè. Đó, khuôn mặt ha. Thì con này, con Ginny, Ginny bao này á. Thì mấy anh em chỉ tuôn vật phẩm để mấy anh em trang trí nè. Vũ khí rồi ha, tăng lực chiến rồi. Đấy, danh hiệu. Còn cái này. Đấy. Con sư tử thú gì
Đó, nói chung hôm nay là vậy nha anh em. Thì mấy anh em có thể dùng cái tool để tool vật phẩm vào game nha anh em. Rồi xong thì mấy anh em đi chiến thôi. Đó. Khiêu chiến nè. Thí luyện. Đấy. Thì cái con này thì mình đi khiêu chiến thì cứ canh là bắn thôi. Con này cũng thời thơ ấu á, cũng chơi lắm nha. Đây. Bây giờ nó có cái lằn ngắm thì anh em bắn là rất là ok nha, chứ mấy anh em chơi tí nữa là nó mất cái lằn ngắm đó là cũng hơi bị căng căng nha anh em. Đấy. Đấy, quăng cỡ nào cũng chết. Văn miễn cũng chết. Rồi, phần giới thiệu con game mới, xếp mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Thì con Gunny này sẽ free cho mấy anh em là cái tool full nha. Mấy anh em có thể chơi trải nghiệm nha anh em. Thì cái này là phiên bản mở cho mấy anh em chơi tool full, cho nên mấy anh em nào ủng hộ thì có thể ủng hộ, còn không thì có thể thể chơi nha anh em. Để trải nghiệm nha. Thì khi nào nó sập thì nghỉ nha anh em. Đấy. Những con game free tool full thì thường thường là nó như thế nha. Cũng hên xui nha anh em, cũng không biết như thế nào nha. Thì cái con này là mình chỉ share cho mấy anh em chơi thôi nha. Rồi, phần giới thiệu con game mới, xíu mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.